Cách đây không có lâu, cách đây vài giờ đồng hồ tôi có đọc một cái trang báo cũ. Trang báo cũ kể về một cái tai nạn thương tâm mà cũng rất là rùng rợn ở Trung Quốc. Và trong bài báo đó, bài báo tiếng Việt, người viết cũng có nhắc đến một vài cái trường hợp tương tự ở Việt Nam. Đó chính là cái trường hợp thang máy rơi tự do. À, thì cái chuyện này đó thì nói theo đạo là nghiệp, còn ở ngoài đời người ta kêu là xui, nhưng mà nếu nói nó hơi hiện đại chút thì đó là vấn đề lỗi kỹ thuật thôi. Có một điều đó là cái lỗi kỹ thuật này nó cơ hồ là không có xảy ra ở mấy xứ tiên tiến. Kỹ thuật thì cao cấp, hiện đại, tối tân, và cái nguyên tắc mà bảo trì rồi kiểm tra đó thì rất là chặt chẽ. Riêng ở những cái xứ như Việt Nam với Trung Quốc đó, thì người ta sẵn sàng cho chọn lấy những cái kiểu thang máy rẻ tiền. Bản thân cái thang máy lúc còn mới nó đã là có vấn đề rồi, rồi sau một thời gian vận hành sử dụng thì nó lại thiếu cái sự bảo trì đúng mức. Chỉ có chúng ta biết rằng cách đây vài tháng thì bên Ý đó có tình trạng là một cái cáp treo nó bị rớt, mà trường hợp đó rất là cực hiếm. Bên mấy xứ tư bản thì cái trường hợp đó rất hiếm. Thì cái bài báo đánh động ở tôi một cái suy nghĩ tôi cho là rất là cần thiết trong vấn đề tu học. Có nghĩa là trong các phương tiện mà có người sử dụng, gồm có máy bay, tàu thủy, xe hơi, rồi xe lửa, rồi thang máy, thang cuốn. Thì mình thấy trong các cái phương tiện đó, cái máy bay mà nó trục trặc cái gì đó là coi như cái khả năng mà sống sót rất thấp. Và cái tiếp theo đó mình thấy mấy cái phương tiện kia, phương tiện là cũng dễ sợ hết, nhưng mà phải nói máy bay đó mà mình biết nó trục trặc và mạnh lắm. Rồi có một cái phương tiện nữa, nó thấy nó đơn giản, nó thô sơ, nhưng mà nó có bề gì đó là mình cũng cứu kịp, là thang máy. Thang máy khi mà nó đứt cái dây cáp một cái rồi thì nó rớt rất tự do. Nếu nó rớt từ một hai tầng lầu thì nó gì, nhưng mà nếu nó rớt từ mấy cái tầng cao thì mạnh lắm, nó dồn người ta xuống. Nếu mà còn sống thì cũng là tàn phế. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì ở trong đó người ta hoàn toàn không có khả năng thoát ra, không có khả năng thoát ra như xe hơi hoặc tàu thủy, xe lửa. Mà đã bước vào máy bay, bước vào thang máy là coi như mình phó mặc cho cái phương tiện đó. Trong đời sống và trong cuộc tu cũng vậy. Trong cuộc sống và trong đời tu y chang như vậy. Tùy theo cách hành xử của mình, tùy theo lối sống của mình, mà chúng ta đang có mặt trên con đường đến cái cứu cánh giải thoát trên cái phương tiện nào. Trên phương tiện nào. Các vị còn nhớ trong một bài giảng cái này cũng hơi khá lâu, tôi có nói đến cái đề tài đó là cái khả năng tự sinh và tự hủy ở mỗi chúng sinh. Tức là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý mà cái cách mà chúng ta sống thiện hay sống ác đó, nó dẫn chúng ta về đâu. Không phải sống thiện là nó đều dẫn về một hướng, mà không phải sống ác nó đều dẫn về một hướng, mà cái quan trọng nhất là cái kiểu ác của mình và cái kiểu thiện của mình. Và cái mà đáng ngại nhất đó là chúng ta có mặt trên một phương tiện mà mình không có khả năng tự chủ, không có khả năng kiểm soát được cái mức an nguy của nó. Thì tôi cho rằng đây là cái tình trạng, đây là cái trường hợp đáng ngại nhất. Chúng ta sống ở đời này, chúng ta không thể sống một mình được. Chúng ta phải luôn luôn
có một cái quan hệ với thế giới chung quanh, và từ đó niềm vui nỗi buồn, cái sống và cái chết, sự an toàn hay là nguy hiểm của chúng ta, nó không có chỉ ở phía chúng ta mà nó còn có một phần mấy mươi phần trăm từ người khác nữa quý vị. Chúng ta phải nhìn nhận chuyện đó. Chúng ta không thể sống một mình, chúng ta không thể nào là một cái cá thể, một đơn vị độc lập ở trong cái trời đất này được, mà chúng ta luôn luôn là một cái mắt xích trong một cái dây chuyền. Chúng ta luôn luôn là một giọt nước trong đại dương, chúng ta luôn luôn là một hạt cát trong sa mạc, chúng ta luôn luôn là một đơn tử, là một đơn bào trong một cái tổng thể lớn. Do đó cái vấn đề nó không phải chỉ ở chúng ta không, mà nó còn là cái quan hệ với bên ngoài nữa, bên trên, bên dưới, trong, ngoài, bên cạnh. Thì theo trong kinh Phật ấy, cái sự an toàn của mình ấy, nó có từ đến từ hai hướng, an toàn của bản thân và an toàn từ phía bên ngoài. Không biết các vị còn nhớ cái bài kinh ở trong Kalama, trong Chủ Nhật Tụng Kalama có cái bài kinh thế này, là Đức Phật dạy rằng với một người mà tu tập nghiêm túc, nói cụ thể là tu tập tuệ quán, thấy không? Tu tập tuệ quán. Tại sao ngài nhấn mạnh đến tu tập tuệ quán? Bởi vì ngài dạy rằng tu tập tuệ quán nghĩa là đó là một cái con đường mà chúng ta cùng một lúc tu tập cả giới, định và tuệ, nha. Cái tu tập pháp môn tuệ quán ấy, đặc biệt vậy đó. Cái pháp môn từ tâm là bố thí hay là trì giới thì chưa chắc, nhưng mà riêng về cái pháp môn tuệ quán thì ngay trong lúc mà chúng ta sống với pháp môn tuệ quán và chúng ta cùng một lúc chúng ta tu tập cả tâm học giới định tuệ. Và Đức Phật dạy rằng trong cái giây phút mà mình tu tập tuệ quán, tức là tu tập tứ niệm xứ, chúng ta cùng một lúc tự vệ, bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác, trong đó ghi rõ như vậy. Người các tỳ kheo, khi một người mà tu tập bốn niệm xứ này thì người ấy cùng cùng một lúc tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác, người đó có thể tự kiểm soát được cái sự an nguy của mình. Ngày trước chúng tôi đọc bài kinh nó không có thấm lắm, nhưng mà bây giờ có tuổi rồi, đọc bài kinh thì cái mức thấm thía nó khác đi nhiều lắm nha, khác đi nhiều. Và theo dạy dạy cái giải thích của sớ giải đó, thì chúng ta có hai cái thứ an toàn: an toàn về phía bản thân mình và an toàn từ phía người khác. An toàn từ phía bản thân mình có nghĩa là an toàn về nhân, còn an toàn về phía người khác là an toàn về quả. An toàn về nhân là sao? Có nghĩa là không có để mình bị cuốn hút ở trong các cái nhân xấu, trong phiền não, thì đó là an toàn về nhân. Còn an toàn về quả đây có nghĩa là mình không có bị tấn công, không có bị tổn thương từ một cái ngoại lực nào bên ngoài, thì đó là an toàn về quả. Ở trong chú giải nói rằng đó là có ba cái thứ thiền định, có ba thứ đại định mà bảo vệ được những cái người đang nhập định ấy. Thứ nhất là quả định, có nghĩa là trong lúc nhập định này đó thì nội tâm hành giả, chỉ có hành giả thánh nhân mới nhập nhập loại định này được, gọi là quả định, gọi là Phalasamapatti. Tức là đang lúc mà nhập loại định này đó thì nội tâm hành giả chỉ biết có cái cảnh niết bàn thôi. Cái cách thức cái nhập định như thế này là những lần mà các bậc thánh, từ Đức Phật cho đến các vị đệ tử thinh văn của ngài, từ sơ quả trở lên mà cần nghỉ ngơi đó, cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi, các vị chỉ ngồi yên hay là nằm yên, ngồi yên hoặc nằm yên một chỗ nào đó, quán tưởng, quán niệm hơi thở, quán niệm hơi thở, vào ra nhận thấy được những cái vào ra đó là vô thường, cái gì vô thường cái đó là khổ, cái gì khổ thì cái đó vô ngã. Chỉ một thoáng chốc như vậy thôi, và vị đó trước khi mà nhập quả định đó, thì đó là cái chuyện bắt đầu, cái chuyện bắt đầu phải làm, gọi là bất phá pha gác, chuyện phải làm qua Paricam đó, vị đó phải làm trước chuyện đó. Quán niệm y như ngày xưa mà mình đã quán niệm để chứng đạo vậy đó. Thì sau khi quán niệm nó rồi đó thì lập tức cái tâm thánh quả thì nó xuất hiện. Tâm thánh quả đây có thể là sơ quả hoặc là tam tứ quả xuất hiện. Thì kể từ giây phút đó trở đi, trong cái thời gian đã định, gọi là pariche đó, ca đó, thời gian đã định ấy. Nửa tiếng, 15 phút, 2 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, thì suốt cái thời gian đó cái tâm vị đó là chỉ là cái tâm thánh quả, và cái cảnh mà vị đó ghi nhận đó chỉ là cảnh niết bàn thôi. Thì trong thời gian mà nhập cái quả định này nè,
thì không có một cái sự tổn hại nào từ bên ngoài do các nguồn ngoại lực mà có thể tấn công và làm tổn thương vị này được hết. Đó là quả định do cái sức mạnh của tâm thánh quả. Nên cái loại định thứ hai mà bảo vệ cho cái người đang nhập định đó chính là thiền diệt, tức là một vị tam quả Arahant, gọi là tứ quả la hán, mà phải chứng trước đó là phải chứng phi tưởng phi phi tưởng, thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi thì các ngài chỉ cần nhập vào cái phi tưởng và xuất khỏi phi tưởng chú nguyện, là kể từ đây cho đến 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày và 7 ngày tâm thức biến mất. Thì trong suốt thời gian đó vị đó chỉ khác cái xác chết một chỗ thôi, đó là trên thân người còn có cái thân nhiệt hơi ấm, hơi thở thì không không còn nữa, chỉ có thân nhiệt thôi và hoàn toàn bất động, hoàn toàn bất động suốt thời gian đó. Thì đau thương bất nhập và bách độc bất xâm, vị này không bị tấn công bởi bất cứ một cái nguồn ngoại lực nào hết. Đó là hai. Cái thứ ba đó là phạm trú định, có nghĩa là vị đó đắc thiền, trước đó đắc thiền bằng 4 cái đề mục từ bi hỷ xả, và thỉnh thoảng vị này cũng cần nghỉ ngơi thì vị đó mới nhập lại cái thiền đó, nhập lại cái thiền đó theo cái cách mà ngày xưa mình đã chứng ấy. Cứ ví dụ như tâm từ thì vị đó chỉ cần chú nguyện là mong cho tất cả chúng sinh ở tất cả người nam ở đông tây nam bắc, tất cả người nữ ở đông tây nam bắc trên dưới, không, các hướng chính các hướng phụ, tất cả thánh nhân, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, tất cả đọa xứ, thì chỉ bị chỉ tác ý nhanh như vậy trong tích tắc, thì bị lập tức an trú vào cái định đó trong suốt thời gian 1 ngày 2 ngày. Thì lúc đó cái tâm vị đó chỉ tràn ngập một thứ từ tâm thôi. Thì trong lúc đang nhập cái loại thiền phạm trú định này nè, thì vị đó coi như là cũng đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Tôi bắt đầu bài giảng bằng cách tôi giảng về 3 thứ định, để tôi muốn nói cái gì, để tôi nói một điều, đó là cái khả năng mà tự vệ của chúng ta theo cái tinh thần Phật pháp hoàn toàn phải là pháp lành, không có một thứ vũ khí, không có một thứ thể lực, không có thứ một thứ võ thuật, không có thứ phù chú nào mà có thể bảo vệ cho chúng ta hiệu quả bằng thiện pháp hết. Cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta tìm đến cái nguồn an ổn, tìm đến sự an toàn cho chính mình, tìm đến sự tự vệ tốt nhất chính là sống trong pháp thiện. Thì cái sự an trú, cái sự tự vệ cao nhất chính là ba cái hồi nãy tôi vừa nói, tức là quả định, phạm trú định và diệt định. Nhưng mà không phải ai cũng có khả năng có được 3 cái đó. Cho nên mình quay lại đời sống phàm phu của mình, thì trong kinh có một cái câu chuyện rất là thú vị, tức là hai thầy trò, cái người diễn xiết, thời xưa có hai thầy trò người diễn xiết kia, thì cái tiết mục biểu diễn họ nghèo lắm. Chỉ có một trò một bôi dầu á, bôi dầu trơn lên trên cái cây tre, rồi người này dịnh ở dưới, ôm ở dưới, rồi còn người kia thì leo lên rồi người ta cho tiền. Sau nhiều năm thầy trò coi như kiếm sống bằng cái nghề diễn xiếc leo 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 cây như vậy, thì ngày chỉ vì ông thầy ông già, thì người học trò bữa đó ôm, cũng ôm cây tre cho thầy leo, thì thấy thầy bây giờ có vẻ lọng cộng lóng ngóng run rẩy, thì học trò mới sợ lắm, học trò mới nói cái này: sư phụ ơi, sư phụ có chịu nổi không, có kham nổi không, thôi sư phụ xuống đi. Thì sư phụ trả lời một câu như thế này: con hãy lo cái phần của con, thầy lo cái phần của thầy. Khi mà thầy lo, con lo cái phần của con thì có nghĩa là con đang bảo vệ thầy đó. Chứ con đừng bận tâm đến thầy nha. Ngay lúc này con lo cái phần của con thì có nghĩa là con đã bảo vệ con mà cũng bảo vệ thầy luôn. Chứ bây giờ con nhìn thầy trên đây mà con ở dưới mà con giữ không chắc đó là chết cha thầy. Ở đây cũng vậy, cái cách mà tự vệ cho mình và bảo vệ người khác cách tốt nhất vẫn là quay về với chánh pháp, đặc biệt là trong cái mùa Covid này, đặc biệt là trước những thiên tai nhân họa, thì hơn bao giờ hết chúng ta càng thấm thía cái lời Phật dạy. Có nghĩa là bao giờ mà người ta còn sống thiện nữa thì khi đó nhân loại được bảo vệ. Các bạn thử tưởng tượng đi, vì đâu từ đâu mà nó ra mấy cái con Covid đó, có phải là lòng người không? Qua rất là nhiều cái nghiên cứu khoa học
nhiều người trên hành tinh này đang ngờ rằng cái con COVID này nó là một cái thứ là sản phẩm nhân tạo bị rò rỉ ra từ một cái dòng phòng thí nghiệm nào đó. Chị nói có hay không chưa biết, nhưng mà nếu có thì cũng bình thường. Nhưng mà có một điều giữa cái cơn mà nguy ngập đó, chúng ta thấy hễ nơi nào lúc nào mà con người còn có lòng lành nghĩ về nhau thì cho đến khi đó cái cơn đại dịch nó cũng chưa đến nỗi là kinh hoàng lắm. Thí dụ như mình thấy ở Mỹ, ở Đức, ở Thụy Sĩ, cái vaccine nó dư đến mức mà chính phủ phải gần như là năn nỉ người ta, năn nỉ người dân chích, thấy chưa? À, năn nỉ. Nhưng mà ở nơi nào đó mà cái quyền lợi của thiên hạ, quyền lợi của dân chúng mà bị xem nhẹ đó, à, cố gắng xây dựng một cái thứ xã hội gọi là phồn vinh giả tạo ấy, à, nhà lầu xe hơi, vui chơi giải trí hào nhoáng, mà khi đụng chuyện ấy thì cái lòng người nghĩ về nhau đó, nhà cầm quyền nghĩ về dân, người dân nghĩ về nhau, mà nó yếu quá đó thì cái khả năng đối phó với dịch bệnh tức khắc trở nên hạn chế rất là nhiều. Các bạn thấy chưa? Như vậy thì chuyện đầu tiên mình khoan bàn cái chuyện cái con COVID nó từ đâu nó ra, mà chuyện quan trọng ở đây là trong cái cơn đại họa đại nạn này nè, à, mà chỉ có cái lòng người mới có thể chở che được cho nhau thôi. Tôi rất là xúc động khi tôi nhìn thấy những cái gói quà ở trong nước, những cái tiệm, những cái quán, những cái ngôi chợ, những cái cơ sở gọi là bán quà không đồng, nghĩa là miễn phí trong nước. Thì tôi nghĩ trong bụng, tôi nghĩ đúng, ngay lúc này không có cái gì có thể chở che bảo bọc lấy nhân loại cho bằng chính cái lòng lòng lành đó. Chỉ có lòng lành nó cứu nhau mà thôi. Dostoevsky là một nhà văn lớn của Nga, ông là tác giả của cái quyển gọi là Tội ác và hình phạt, Dostoevsky. Ông có một câu mà tôi cho rằng rất là Phật giáo. Ông nói rằng chính cái đẹp the beauty, chính cái đẹp đã cứu chuộc thế giới. The beauty saved the world. Chính cái đẹp nó cứu chuộc thế giới, cứu rỗi thế giới. Cái đẹp đó là cái gì? Cái đẹp đây là cái tấm lòng nó đẹp, cái nét đẹp nghệ thuật, cái nét đẹp nhân văn, à, cái nét đẹp trong tư tưởng, trong xã hội, thì chính cái đẹp đó đó nó cứu chuộc thế giới. Tâm địa xấu, môi trường xấu, à, thì nó hủy diệt thế giới. Nhưng mà một tấm lòng đẹp, một nghĩa cử đẹp, thì nó sẽ cứu chuộc thế giới. Tôi nhớ có cái câu rất là quan trọng, the beauty saves the world. Mà ở đây trong bài giảng này tôi muốn nói đến cái gì? Tôi muốn nói một chuyện rất là quan trọng, tức là tiếp nối cái đề tài kỳ trước. Tôi muốn nói rằng dầu muốn dầu không thì mỗi phút giây chúng ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Mà dù muốn dù không, dù biết hay không, thì mỗi phút giây chúng ta đang kín đáo kiến tạo xây dựng một chốn về cho mình mai sau, và tùy thuộc vào cái căn tánh, cái khuynh hướng tâm lý của mình mà cái kiểu đi của mình nó ra sao. Trong bài giảng này đặc biệt tôi muốn nói về một chuyện rất là đàn bà, đó là nấu ăn. Các vị thử đi chợ, các vị nhìn một cái giỏ đi chợ của quý bà đó, của mẹ của chị ha, để nhìn rồi coi. Từ theo tôi không có đi làm cái chuyện thăm dò, thống kê tổng kết không có, tôi không có làm chuyện thăm dò. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thì mấy cái giỏ đi chợ của mấy bà, mấy mấy chị, mấy mẹ, mấy em gái, mấy cô, mấy gì giống nhau chàng, mấy bà mấy cô nói chung giống nhau chàng, thì cũng đựng ba cái thứ hải đồ chay thì cũng nấm tàu hũ rau trái củ quả, còn hải đồ mặn thì thêm cái tôm cua cá thịt, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái giỏ đồ ăn mà từ chợ về đó hầu như là các cái giỏ đó đều giống nhau hết đó. Nhưng mà cái mâm ăn đấy, cái mâm ăn của mỗi nhà đó tôi e rằng khó bề mà giống nhau lắm. Tôi nhắc lại nha, cái giỏ sách để mà đi chợ đó, từ mấy cái food market, mấy cái chỗ bán đồ đồ ăn hay về thì giống nhau, nhưng mà cái mâm ăn của nhà nhà thì không có giống nhau. Là vì sao? Là vì cũng chừng đó rau trái củ quả tôm cua hải sản
không? Nhưng mà tùy thuộc vào cái kinh nghiệm nấu nướng đấy, rồi cái thói quen, rồi kinh nghiệm, rồi kiến thức, vân vân và vân vân. Rồi chưa kể là cái khẩu vị của mỗi nhà khác nhau, mỗi người khác nhau, cho nên nó dẫn đến cái chuyện là các giỏ đi chợ là giống nhau nhưng mà các món ăn được dọn lên mâm thì khác nhau. Là vì sao? Vì chúng ta quên kể một cái tiết mục, một cái tiết mục rất là quan trọng, đó là cái khâu bào chế, tẩm ướp để và nấu nướng. Cái chỗ mà tẩm ướp đó không giống nhau đấy, rồi bào chế không giống nhau, chế biến không giống nhau, chế biến không giống nhau, tẩm ướp không giống nhau, và chưa đâu nó còn nữa, cái chỗ mà cái phần mà làm chín, làm chín, làm chín. Có người thì họ thích chiên nướng, có người thì thích hấp, thích luộc, có người thích ăn đồ nước, có người thích ăn đồ khô. Đây, nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên là cái thành phần thì có thể là giống nhau nhưng mà cái cách nêm nếm, tẩm ướp, chế biến và làm chín không giống nhau. Từ đó cái mặt mũi của mấy cái mâm ăn khó bề giống nhau lắm, khó lắm. Này, chúng ta cũng vậy, nói thì ai thì đàm ấy. Thì mỗi người trong chúng ta, phàm phu nha, mình đang nói phàm phu ấy, đều có hai thứ bản năng thiện và bản năng ác. Có người thì thiện mạnh hơn ác, có người thì ác mạnh hơn thiện, giống như hai cánh tay mình vậy đó. Có người thì thuận tay trái, có người thì thuận tay phải. À, thuận tay phải thì tay trái cũng làm việc được nhưng nó yếu hơn chút. Thuận tay trái thì tay tay phải đó, tay mặt nó cũng làm việc được mà nó yếu hơn chút. Thì ở đây cũng vậy, ở mỗi người chúng ta thì đều có hai thứ bản năng hết, cái bản năng thiện và bản năng bất thiện. Bản năng thiện ấy, chúng ta đi làm gọi là 25 tâm sở. Còn cái bản năng bất thiện này là 14 tâm sở. Bản năng thiện là 25 tâm sở tích cực, những thành tố tâm lý tích cực. Còn cái bản năng ác là nói gọn lại đó, là nói là 14 cái tâm sở tiêu cực, những thành tố tâm lý gọi là bệnh hoạn, gọi là bất thiện. Thì khi mà ác đó, cũng 14 đó thôi, nhưng mà do cái gọi là nêm nếm, tẩm ướp, rồi chế biến, rồi làm chín, mỗi người khác nhau, mỗi người có kiểu giận khác nhau, mỗi người có kiểu thích khác nhau, mỗi người có cách hưởng thụ và thưởng thức đời sống khác nhau, các vị phải tin chị đó, không cách nào giống nhau được hết. Bà con kiều bào bên Úc mang tiếng là ở cùng một đất nước, cùng một châu lục, cùng một thứ quốc tịch, nhưng mà tôi đoan chắc là cái sở thích không giống nhau và cái mình ghét không giống nhau. Bên Mỹ cũng vậy, bên Âu Châu cũng vậy, Việt Nam ba vùng miền cũng vậy hết. Đấy. Ở ba cái khu vực hành chánh lớn đó là ba miền Nam Trung Bắc, hay là ở đơn vị hành chánh nhỏ hơn là tỉnh, huyện, xã, ấp, tổ, phường, khóm, thì ở mỗi một cái địa phương như vậy, cái văn hóa ẩm thực ấy, nó cũng không giống nhau, nó không giống nhau. Cái thích cái ghét, cái văn hóa trang phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa xã hội, văn hóa giao tiếp, văn hóa đi lại không giống nhau này. Cho nên nếu mà truy ra đó thì những cái thành tố mà làm nên những thứ văn hóa đó, đó tôi cho là giống nhau, tôi cho là giống nhau. Nhưng mà cái nêm nếm, tẩm ướp, chế biến và làm chín khác nhau, cho nên là ở mỗi vùng miền nó có một thứ văn hóa khác nhau. Ở đây cũng vậy, chúng ta gia tài cũng chỉ có cái thiện thì 25 mà ác 14 thôi, nhưng mà mỗi người có kiểu ác khác nhau, chúng ta có kiểu tham khác nhau, có kiểu sân khác nhau, có kiểu si khác nhau. Rồi bên thiện cũng vậy, tính tấn niệm định tuệ, thì chúng ta không giống nhau. Cho nên trong 1 triệu người đẹp thì không có gương mặt là giống gương mặt nào, trong 1 triệu người xấu không có gương mặt là giống gương mặt nào, trong những người bệnh, trong những người khỏe, trong những người da trắng, trong những người da đen, da vàng, da đỏ thì không giống nhau. Mặc dù mình có thể phân loại, mình có thể liệt kê, mình làm cái list đúng, mình phân thành từng nhóm đúng, nhưng mà ở trong mỗi cái nhóm như vậy đó, nó lại có những cái sai biệt nhau. Và như hồi nãy tôi nói đó, thì ngay bây giờ trong từng ngày, dù muốn hay không, chúng ta đang kín đáo nêm nếm
chúng ta đang thực hiện những mâm ăn không giống nhau. Có người cũng đi chợ y như người ta vậy đó, mà về nấu sao biết ăn nó thành chất độc. Có bị biết mà mấy cái protein mà bị cháy nó độc lắm, độc lắm. Người ta tính rằng một ký thịt mà bị cháy, cái khói của nó độc tương đương với 200 điếu thuốc. Cái khả năng này là ung thư ấy. Một ký thịt mà bị nướng, mà nướng khét đó nha, thì nó hoàn toàn có thể cung cấp cho ra một cái lượng khói độc tương đương với 200 điếu thuốc, gớm như vậy. Cho nên nhiều khi không hút thuốc nhưng mà ăn đồ nướng nó cũng độc kinh khủng lắm, phải không? Rồi thì có người thích ăn đồ nướng, có người thích được ăn đồ chiên. Và tôi có biết một bà cụ 96 tuổi ở Mỹ Tho, thì cụ cả đời cụ ăn uống đơn giản đến mức mà những món mà cụ ăn đó, có thể viết ra một trang giấy giấy học sinh, giấy cà dê. Và cả đời cụ không ăn đồ nướng, không ăn đồ chiên, mà cụ chỉ ăn đồ hấp. Cơm của cụ chỉ là cơm hấp, hấp tức là chưng cách thủy, tức là để nước sôi dưới rồi bên trên để một cái rổ, cái rá gì đó. Rồi gạo mình vo sạch mình để trong đó, dầu cơm nếp hay cơm tẻ cụ ăn như vậy. Cụ ăn cơm hấp thôi, rau rồi cá rồi thịt rồi cải rồi nấm vân vân, thì tất cả cay mặn gì thì cả đời cụ chỉ ăn đồ hấp và đồ đồ luộc thôi, hấp chân luộc, chứ cụ không ăn đồ nướng, không ăn đồ chiên. Thì dĩ nhiên tôi đâu có, tôi đang giảng đạo, tôi đâu có nói, tôi khích lệ cái vị chọn lựa kiểu ăn uống làm sao, nấu nướng làm sao, tôi đâu có ý kiến. Nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ thôi. Thì hình như kiểu ăn đó tôi biết đó là lành mạnh nhất. Mặc dù mình cũng quen thì phải chiên phải nướng, nhưng mà cái gì mà không chiên nướng khó lắm. Nhưng mà cụ sống 96 tuổi thì cụ đã ăn như vậy. Cho cụ cái gì cũng đem về, cụ hấp, cụ luộc, cụ chân, hấp luộc chân, chứ cụ không có chiên, không có chiên, không có nướng, do mình thôi. Nó lành hơn quý vị, nó lành thì cũng chừng đó, nhưng mà do mình chế biến, thấy không? Rồi có người thì xài bột bột nêm quá nhiều, xài mì chính bột nêm bột ngọt có nhiều quá, có người xài đường nhiều quá, có người muối mắm nhiều quá. Đấy, có người lạm dụng chất chua nhiều quá, chua ngọt nhiều quá, thì có do mình thôi. Thì hôm nay cũng vậy, ngay trong đời sống thường nhật của mình mỗi ngày, tôi nói là phải mỗi ngày mà mỗi phút mỗi giờ đấy, chúng ta đang kín đáo nêm nếm cái đang chế biến cái mâm ăn của mình, không phải ngay bây giờ đâu, mà là cho ngày mai, cho tuần sau, cho tháng sau, cho năm tới, cho thập niên tới, và cho cả kiếp sau, trong từng ngày, tùy thuộc vào mình thôi, không? Sáng thức dậy là bắt đầu nó ăn rồi đó. Mặc dù mình tự cho rằng mình là người biết nấu ăn, nhưng mà nói theo trong kinh đấy, làm vừa giật mình thức dậy là bắt đầu mình đã nấu ăn rồi. Nói thêm kiểu trong kinh là mình đã thức dậy, bắt đầu ăn, nó ăn là sao, là bắt đầu mình nêm nếm rồi đó. Thì xài đường nhiều quá, xài đường nhiều quá thì đương nhiên nó bị tiểu đường. Xài đường là gì, là khoái ngọt, khoái hưởng thụ, khoái sung sướng, thì cái người đó được gọi là người gọi là thích xài đường. Mà hễ thích xài đường thì sẽ bị tiểu đường, mà đường 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 vật chất thì mình còn cách chữa không. Chứ còn mà cái thích cái đường mà đường tinh thần ấy, mình sẽ cho ra cái thứ bệnh tiểu đường tinh thần đó thì khó lắm, khó lắm. Có người đó thì cả đời của họ họ khổ vì cái chứng tiểu đường tinh thần này, do mình nêm nếm thôi. Có người thì cao máu, có người thì cao máu, nghĩa là có nhiều người họ không có người thì bị họ cái lời khen đó, cái vị ngọt đời sống làm cho họ chết, nhưng có người họ không chịu nổi cái lời chê, tiếng chửi là chịu không nổi, mấy người đó gọi là những người bị cao máu, bị cao máu về tinh thần ấy. Cao máu thì cả đời tùy mình, tùy mình nêm nếm thôi, không? Tùy mình nêm nếm để nó cho ra một thứ bệnh, và tôi nói rồi, cái bệnh là bệnh sinh học ấy, thì mình dùng thuốc men y dược bên ngoài chữa được, nhưng mà cái thứ bệnh tinh thần, bệnh tâm linh thì chịu thua. Cái đó chỉ có dùng dùng cái Phật pháp lấy tâm linh mà chữa tâm linh thôi, không? Và hồi nãy tôi nói mỗi người đều có khả năng tự vệ và tự sát. Khả năng tự vệ và tự sát giống nhau hết, tùy thuộc do kiểu ăn uống của mình, do cái kiểu đi lại của mình. Cái phương tiện đi lại của mình là phương tiện gì, ví dụ như xe xe Honda, xe hai bánh,
nói rằng xe bốn bánh an toàn hơn ba bánh, ba bánh an toàn hơn hai bánh, có đúng không? Chưa chắc, phải coi anh lái kiểu gì, anh lái kiểu gì. Nói rằng là tu hành là làm người xuất gia thì tốt hơn người cư sĩ, chưa chắc. Bởi vì người đời sống xuất gia giống như đi máy bay vậy đó, đi thì nó lẹ đó, mà nó trục trặc thì nó rớt là khỏi cứu luôn, đại khái như vậy. Cho nên ăn cái gì là ăn an toàn, chưa chắc, khó nói lắm. Đi bằng phương tiện gì an toàn, khó nói lắm. Phải nói là anh chế biến, anh tẩm ướp, anh làm chín bằng cách nào thì tôi dựa vào đó cho biết anh ăn an toàn hay không. Và đi đến có việc anh sử dụng phương tiện gì đó là một chuyện, mới mấy chục phần trăm thôi, mới có 50%, nhưng mà 50% còn lại là anh điều khiển phương tiện đó ra sao, ở đâu, thời điểm nào. Nói theo giáo lý Duyên Khởi, hễ còn là phàm phu, còn là phàm phu lăn trôi trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo, thì chúng ta có lúc thiện lúc ác. Thiện thì nó cho ra quả ngọt, ác cũng cho ra trái đắng. Và vấn đề nó không phải là nó ngừng lại đó, nó còn đi xa nữa, nó đi xa nữa. Cái đắng của đời này là do cái hạt, cái chủng tử đắng của đời trước. Cái ngọt của đời này nó là do cái chủng tử ngọt của đời trước. Và cái phản ứng tâm lý của chúng ta khi mà ăn trái đắng và trái ngọt á, nó là tiếp tục, nó lại gieo mầm cho cái đắng ngọt tương lai. Nhớ nha. Kẻ còn là phàm phu, còn có thiện ác, thì chính cái thiện của đời này nó cho ra cái quả vui đời sau, chính cái ác đời này nó cho ra quả khổ đời sau. Nhưng mà đó mới có một phần thôi, mà cái phần tiếp theo á là cái quả thiện á, nó được tạo ra từ thiện, quả lành được tạo ra từ tâm lành. Nhưng mà cái quả lành đó nó lại là điều kiện tiếp tục cho cái thiện, hay là điều kiện cho cái ác, cho cái xấu, thì cái đó khó nói lắm. Không, đời trước có cái tâm hào sảng bố thí, cho nên đời này sinh ra có cái điều kiện vật chất tốt. Nhưng mà hiếm có ai mà trong cái điều kiện vật chất tốt đó là tiếp tục hào sảng, tiếp tục lấy đó làm phương tiện để tu học lắm. Mà thường đó là khi mà có điều kiện tốt quá đó thì bắt đầu mình sa đà, mình đổ đốn, thường là như vậy. Không, tất cả những cái quả lành mà mình có được đó, thường đó là bị biến thành cái điều kiện bất thiện không. Không, ví dụ như nhan sắc, tiền bạc, uy tín, quyền lực, chức vụ, mấy cái đó rõ ràng nó là quả lành của đời trước. Nhưng mà các kỳ nghị lấy cái quả lành làm điều kiện nó tạo nhân lành khó lắm. Thường đó là phàm phu mình đó có mấy cái rất là đáng sợ. Một, thích quả lành nhưng mà lười tạo nhân lành, ghét quả xấu nhưng mà thích gieo nhân xấu. Đó, các vị nghe kỹ không? Một là thích quả lành nhưng mà lười gieo nhân lành, ghét sợ quả xấu nhưng mà lại thích gieo nhân xấu. Cái đó mới mới có phần nửa, còn cái phần nửa sau mới ghê. Nên một người không có biết Phật pháp thì khi nhận cái quả lành hay quả xấu đều lấy đó làm cái cớ để mà tiếp tục sống bất thiện. Đó. Đã thiện thì lười lười làm, ác siêng làm, mà tới lúc mà nhận quả đó thì dầu quả thiện hay quả ác đều là cái cớ để mà phàm phu tiếp tục sống bất thiện. Có nghĩa là gia tài mình cũng chỉ có 14 với 25 thôi, nhưng mà mình chế ăn thua do mình chế biến. Mình chế hay sao mà nó thành ra cái món ăn lành đó, thì chế, còn chế sao nó thành ra món ăn độc đó, thì chế. Có người họ biến tất cả những máu lệ, bông hoa, hoa bướm của đời sống không, thành ra là cái điều kiện để tiếp tục sống thiện. Nhưng có người dầu là máu lệ hay là hoa lá thì đều là cái điều kiện để họ tiếp tục sống ác. Thì cái đó tôi phải nói đó là nấu ăn, đó chính là nấu ăn đó quý vị, nấu ăn. Và chính chúng ta là người chọn lấy cái phương tiện để mà mình đi về phía trước. Đi về phía trước có hai hai ngã, một là đi về con đường giải thoát, hai là đi về quay lại cái con đường sanh tử. Mà mỗi người có một kiểu sanh tử khác nhau, hồi nãy tôi nói rồi, do khuynh hướng tâm lý, do cái môi trường sống.
Môi trường có nghĩa là thầy bạn và chỗ ở, điều kiện sinh hoạt trước mắt đó, gọi là môi trường, không? Thì do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi kiếp sống sanh ra đón nhận quả cũ, chúng ta mới lấy ba cái này nè, lấy ba cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, lấy ba cái này nè để mà xào nấu nêm nếm cái quả lành và quả xấu mà mình vừa nhận. Đây, hai người thằng Tèo thằng Tí đều gọi là sanh ra trong cái gia cảnh bần hàn hết, nhưng mà một thằng á thì nó lấy cái nghèo làm động lực, biến đau thương thành hành động để mà nó học giỏi, làm ăn tốt và cuối cùng đời nó sáng. Và khi nó có tiền nó lại sống thiện, nó sống vị tha. Còn đó là thằng Tèo, còn cái thằng Tí thì cũng sanh ra trong gia cảnh bần hàn, nhưng mà nó lại lấy cái bần hàn đó làm cái cớ để mà lừa đảo, trộm cắp, nghiện ngập, giật giọc, và cuối cùng cuộc đời nó kết thúc ở trong cái bóng đêm của một cái hẻm tối trần gian nào đó, không? Đấy, cái đó do mình thôi quý vị, do mình. Cho nên nó, dòng luân hồi nó có mấy cái rất là đáng sợ. Cái thứ nhất là cái tiền nghiệp ác dễ làm hơn thiện, đa phần là như vậy, đa phần là ác dễ làm hơn thiện, không? Cho nên là khi mà nó cho cái quả đắng rồi thì cái quả đắng đó lại là cái điều kiện để cho người ta tiếp tục ác. Rồi còn cái thiện nó đã vốn khó làm mà khi mà có được cái quả lành rồi thì cũng hiếm có người biết tận dụng cái quả lành để tiếp tục làm thiện nữa. Cho nên mình thấy chúng sanh nó có những người thích quả lành nhưng mà lại khoái gieo cái nhân ác. À, rồi có người đó thì thích gieo nhân lành nhưng mà không có quan tâm đến quả lành. Và cái người thứ ba là không muốn tiếp tục gieo nhân quả, gieo nhân thiện ác, bởi vì họ chán sợ cả quả ác lẫn quả thiện. Ba hạng, không? Thì cái hạng đầu tiên đó là thích quả lành, ai cũng thích quả lành hết nhưng mà lại thích làm ác. Hạng thứ hai là thích quả lành nhưng mà lại thích làm thiện. Cái hạng này hiếm, hiếm hơn hạng một. Hạng một là thích quả lành nhưng mà thích làm mẹ, thích gieo nhân ác. Hạng thứ hai cũng thích quả lành nhưng mà lại thích gieo nhân thiện. Hạng này hiếm hơn hạng thứ nhất. Hạng thứ ba còn hiếm nữa là tiếp tục làm thiện nhưng mà chán sợ toàn bộ nhân quả thiện ác. Cái hạng này là hạng khó, vì vì cái hạng này là phải biết Phật pháp. Vẫn tiếp tục làm thiện nhưng mà coi đó giống như một cái chiếc vé để mà đi tàu, đi máy bay thôi. Chứ còn lòng nó nguội lạnh, nó ngán. Rồi trong kinh kệ rất nhiều và rất nhiều trường hợp Thế Tôn kể là một câu chuyện quá khứ của ngài hay là của người khác, xong rồi ngài kết thúc như thế này: này các tỳ kheo, các hành là vô thường, các hành là vạn hữu, vạn hữu là vô thường, tất cả nay đã đi vào quá khứ. Này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, đủ rồi, chuyện đó đủ rồi. Máu mà các ngươi đổ ra trong dòng sanh tử nhiều hơn bốn biển, lệ mà các ngươi đã khóc trong dòng sanh tử nhiều hơn bốn biển, sữa mẹ mà các ngươi đã bú trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu, lệ và sữa mẹ trong dòng sanh tử nhiều hơn bốn biển. Có cái cảnh giới nào mà các ngươi chưa từng đi qua? Có những cái cảnh giới địa ngục mà cái một ngày một đêm của nó bằng 9 tỷ năm, tương đương với cái tuổi thọ của cõi dục thiên cao nhất. Đấy. Có những cái cõi trời như phi tưởng, phi phi tưởng, trừu tưởng, tuổi thọ là 84.000 đại kiếp, chúng ta cũng đều đi qua, qua hết. Cõi địa ngục sâu nhất, lâu nhất, cái cõi phạm thiên lâu nhất, cao nhất, chúng ta đều đi qua. Chúng ta từng làm con trùng, con dế, chúng ta từng làm những con hào, con ốc, nghêu sò ngoài biển, dưới đáy sông, chúng ta qua hết, từng qua hết. Chúng ta từng là những con đom đóm, những con thiêu thân, những con bướm đêm, qua rồi. Chúng ta từng là những ông hoàng, bà chúa, chúng ta từng là những gọi là danh nhân, vĩ nhân, có một sức ảnh hưởng toàn cầu. Chúng ta từng là những vị đại phạm thiên, có một sức ảnh hưởng 1.000 thế giới. Đã từng hết, nhưng mà rồi sẵn. Tất cả nay đã đi vào quá khứ. Tất cả nay đã đi vào quá khứ. Chúng ta đọc lại chuyện xưa, bao nhiêu Đức Phật đã ra đời, hoằng pháp độ sinh và đã niết bàn, không để lại một chút dấu vết nào hết. Khi nào có một Đức Phật nữa ra đời nhắc lại chuyện xưa thì người sau mới được biết rằng
cách đây mấy chục a tăng về trước, có một Đức Phật hồng danh như vậy, tuổi thọ như vậy, thân tướng như vậy, xuất thân như vậy, cái số lượng thánh chúng đệ tử như vậy. Thông qua một Đức Phật mình biết được chuyện xưa, xong rồi thì thôi, trang kinh khép lại, tất cả chìm vào bóng đêm của trí nhớ, mờ mịt vào mông muội của phàm phu chúng ta. Tất cả luôn luôn bị đẩy về phía trước. Cho nên cái định nghĩa về tam học ấy, vô thường khổ vô ngã đấy, cái định nghĩa mà rốt ráo nhất mà ngài sẽ là Phật ngài cho chúng ta, đó là trong bộ Matthisamvita mắc á. Ngài nói vô thường là cái gì? Cái vô thường mà hiểu từ cái nghĩa của mình đó là sông cạn đá mòn, sanh già đau chết. Cái kiểu vô thường mà hiểu như vậy không có thể dẫn đến thánh trí. Mà cái vô thường rốt, cái đặc tướng vô thường mà rốt ráo nhất phải hiểu, đó là sự biến diệt của thân tâm trong từng khoảnh khắc. Hết, bây giờ nói về tâm trước. Hết thiện, ác, buồn, vui, thiện, ác, buồn, vui, chớp nhoáng nhanh mà đến mức mà mình không có theo kịp. Còn đó là tâm. Còn về thân ấy, thì nó luôn 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 các cái tế bào, các cái phân tử luôn luôn nó trong một cái tình trạng biến đổi sanh diệt không ngừng. Để chi? Để nó vận hành, rồi nó tiêu thụ, rồi nó đào thải. Đó là một cái quy trình sanh diệt để nó biến một đứa bé trong bụng mẹ nó trở thành một hài nhi. Từ một hài nhi nó ra một tiểu đồng, rồi từ tiểu đồng nó mới ra một là thanh thiếu niên, rồi từ cái thiếu niên nó lên tới thanh niên thiếu nữ, rồi từ cái thanh niên thiếu nữ nó mới lên đến gọi là người trung niên, từ trung niên nó lên tới lão niên, lão niên rồi trở thành cái xác chết. Và từ xác chết nếu không đem đi thiêu thì nó sẽ trở về đất chờ ngày cái bộ hài cốt trở thành bột trắng, bột trắng xương mà thành bột trắng để hòa tan vào đất. Và đi, đi để đi đến được cái giai đoạn bột trắng đó, chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm, mấy mươi năm ăn uống tiêu thụ buồn vui khóc cười, và trong từng giờ từng ngày cái tấm thân sinh học này biến diệt không ngừng để chúng ta có thể đi từ giai đoạn này qua giai đoạn khác. Chúng ta biết rồi, sau tuổi 30 thì cái neuron, cái tế bào não nó không có thêm sanh thêm, chỉ cái diệt thôi, chỉ có mất. Chúng ta biết rồi, sau tuổi 50 là đại bộ đại đa số bộ phận trong cơ thể nó đau nhiều, nó đi xuống, đi xuống, xương loãng, rỗng xương, chờ gãy, khó lành. Chúng ta biết điều đó. Và những cái đó chưa chưa đủ đâu. Mà ngài cái định nghĩa là tam tướng của ngài sẽ là Phật rất là độc đáo. Ngài nói vô thường là cái gì? Khai dập thì nó sự biến mất của cái này nhường chỗ cho cái khác, đó chính là vô thường. Chứ còn mình nói héo úa tàn phai chưa, cái bản thân cái chữ héo úa tàn phai cằn cỗi lão suy nó chưa đủ đâu, mà phải thêm là sự biến mất của cái này, nó nhường chỗ cho cái khác, thì đó chính là khai dập thì nó. Khai dập nó có nghĩa là exhaust, là disappear, cạn kiệt hay là biến mất. Khai giác, khai giác thì rồi còn cái chữ đó là vô thường. Còn khổ, cái khổ mà hiểu theo của hiểu là cách của mấy người biết đạo đó là phải máu lệ. Ở đâu có máu lệ, cau mày nhăn trán, ưu tư thao thức, mất ngủ bỏ ăn, thì cái đó mới gọi là khổ. Không, rên xiết mới gọi là khổ. Không, khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà cái khổ mà ngài sẽ là Phật ngài nói cái khổ mà thấy để mà chứng đạo đó là bi, bi là nắp thì nó có nghĩa là cái tình trạng bị đẩy về phía trước. Tôi đánh một vòng tôi dắt cái vị trở về cái bài mà tôi về đề tài tôi đang giảng. Chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước, dầu muốn dầu không bị đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, vui cỡ nào thì cái niềm vui đó nó cũng phải lùi lại phía sau, bởi vì chúng ta phải đi về phía trước. Vui cỡ nào, buồn cỡ nào, khổ cỡ nào thì tất cả lần lượt bị đẩy về phía sau lưng để chúng ta tiếp tục đi về phía trước với những buồn vui khác nha, với những buồn vui khác. Và đương nhiên là buồn nhiều hơn vui, đương nhiên là buồn nhiều hơn vui, là vì sao? Là vì hai lý do. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha, từ đây về sau hãy nghe nói thế giới này buồn nhiều hơn vui, phải nó có lý do chứ, phải có lý do. Lý do thứ nhất, thiện luôn luôn khó làm hơn ác.
Đấy, cho nên là đời sống này đó là phải là vui ít mà buồn nhiều, cái đó là do thiện khó làm nghe. Cái thứ hai, mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước, có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái tâm lý trốn khổ tìm vui. Chúng ta trốn được cái khổ hay không đó là một chuyện, mà giả định như trốn được thì trốn được bao lâu, còn cái vui chúng ta nắm nếu, chúng ta tưởng biết, chúng ta ôm siết, chúng ta ghì chặt nó, những cái thứ vị ngọt của đời sống chúng ta ghì chặt, ôm siết, bảo trì bảo quản nó được bao lâu rồi nó cũng đến lúc đội nón bỏ chúng ta lại mà đi. Nhớ nha, trốn khổ trốn được bao lâu mà tìm vui có tìm được không, và tìm được rồi thì giữ lại được bao lâu, vì bản chất của đời sống là luôn luôn bị đẩy về phía trước này. Phải thấy rốt ráo như vậy đó thì mới thấy được ý nghĩa khổ tướng, tới nơi tới chốn. Và thứ ba là cái vô ngã. Rất nhiều người Phật tử nói như vẹt két nhồng sáo tưởng là nó vô ngã là không phải của tôi, không phải là tôi, cái đó là nói theo người khác thôi. Nhưng mà có bao giờ anh học giáo lý rồi anh sống chánh niệm ấy, phải học giáo lý nha, phải học giáo lý mình sống chánh niệm anh mới hiểu cái chữ vô ngã là cái gì. Vô ngã không phải là nothing, mà vô ngã là nobody. Nobody chứ không phải là nothing. Vô ngã là không có ai chứ không phải là không có gì. Nhớ nha. Mọi thứ ở đời này là do các duyên mà có. Không có một cái gì trên đời này mà nó tồn tại độc lập. Không có gì đó nó là số một cũng có. Tất cả đều là một khối tổng hợp được kết nối, lắp ráp bởi vô số điều kiện, vô số thành tố. Cái thấy này rất là quan trọng. Vô ngã là vậy đó. Không có một chiếc xe trên đống phụ tùng và không có một đống phụ tùng trong chiếc xe. Một chiếc xe bị rã ra thì nó biến mất, nó chỉ còn là đống phụ tùng. Và đống phụ tùng trên đống phụ tùng nó không có chiếc xe nào hết. Và khi đống phụ tùng nó được lắp ráp là một cách hợp lý thì cái đống phụ tùng nó không còn nữa, và lúc bấy giờ thế vào đó là chiếc xe hoàn chỉnh, hoàn hảo, sử dụng được. Sử dụng được. Cái vô ngã ở đây là cứ ngồi yên lại để thấy rằng không có cái gì nó là một, không có cái gì nó tồn tại độc lập, và mọi thứ về hình thức thì nó là do các cái cấu tố, các thành tố tạo nên. Còn đó là về hình thức. Còn về phương thức vận hành thì nó phải dựa vào các duyên để mà nó hoạt động. Hình thức là đồ lắp ráp, còn phương thức vận hành đấy thì nó phải do các duyên thúc đẩy. Ở đây không có gì là một hết. Ngồi thiền hết, thở ra vào, buổi đầu chỉ biết một chuyện thôi, buổi đầu chỉ biết một chuyện thôi, ra biết ra, vào biết vào, ra dài biết rõ, vào dài biết rõ, thở ra bằng cảm xúc gì, thở vào bằng cảm xúc gì, thở ra bằng tâm trạng gì, thở vào bằng tâm trạng gì, biết rõ. Nhưng mà dần dần đừng có ham đi nhanh, đừng có ham đi nhanh. Cái kẻ nào mà muốn đi nhanh là cái kẻ đó ba la mặt yếu, còn cái người ba la mặt mạnh đó, họ không có trông mong, bởi vì trông mong lúc đó là cái tâm nó bị phóng rồi. Nhớ nha, không có trông mong. Đừng có tưởng là tôi phải thiết tha, tôi phải gắn kết với cái lý tưởng, với cứu cánh tôi đi nó lẹ, không, cái đó là chuyện ngoài đời. Nhưng mà trong chuyện tu chứng nó phải như vậy, không có trông mong, cứ sống đúng như vậy, cứ sống đúng. Chỉ có anh ba la mặt nhiều anh mới làm được chuyện đó. Cứ sống đúng như vậy thì cái tốc độ nó nhanh hơn là mong, thì có cái mong rồi nên là thua không. Thì sống đúng như vậy thì sẽ có một lúc mình thấy đúng là đồ ráp thiệt, đúng là vô thường thiệt, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui sướng khổ, thiện ác buồn vui sướng khổ, nhân quả nó tiếp nối với nhau liên tục. Thì chính cái sự tiếp nối đó là vô thường, bởi vì cái sau nó thế cho cái trước, và mọi thứ nó luôn luôn bị đẩy về phía trước, đó là khổ. Và vô ngã đây là rõ ràng mình thấy trong 1 phút đồng hồ không hề có cái gì là một, không hề có. 1 phút, 1 phút trôi qua đó, không có gì là một. Từ thân đến tâm nó được lắp ráp, được ghép nối, được kế thừa, thừa nó được gọi là thừa tiếp này, kế thừa thừa tiếp bởi gọi là vô số thứ. Cái sau nó thừa tiếp cái trước, và cái sau này nó là thừa tiếp cái sau trước, cứ liên tục như vậy. Cứ là ông cố nhường, ông sơ nhường chỗ cho ông cố nhường chỗ cho ông nội nhường chỗ cho ba nhường chỗ cho con nhường chỗ cho cháu,
cháu nhường chỗ cho chắc chích chút chích chót chét, nó đã đi liên tục như vậy, và cho đến bao giờ mình là chứng la hán viên tịch thì thôi. Còn hễ chưa chứng la hán thì thân tâm danh sắc cứ liên tục thừa tiếp kế thừa tiếp nối nhau sanh diệt. À, cứ nhân lành cho quả vui, nhưng mà sau cái đẹp trong cái quả vui đó tiếp tục tạo nhân lành hay tiếp tục tạo quả khổ. Nhân lành cho quả vui, có người lấy quả vui này làm điều kiện để tạo nhân lành. À, còn có người nhân lành cho quả vui, có người lấy quả vui làm điều kiện để tạo nhân xấu, rồi bất thiện cũng vậy. Bất nhân xấu cho quả khổ, có người lấy quả khổ này để tiếp tục làm ác, có người lấy quả khổ này làm cái nhân lành. Này, cho nên pháp môn tứ niệm xứ là gì? Pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn mà biến tất cả nhân lành, nhân xấu, quả xấu trở thành ra đề mục niệm xứ. Đó, nói một cách khác, pháp môn tuệ quán tức là pháp môn niệm xứ là cái con đường mà biến tất cả nhân lành, nhân xấu, quả xấu trở thành cảnh của tâm lành hết. Mà tâm lành ở đây là thiện vô lậu nha, bởi vì trong vô số kiếp sanh tử chúng ta cũng làm các công đức bố thí trì giới niệm Phật rồi phục vụ nghe pháp làm lung tung hết vô số kiếp, nhưng mà toàn là phước hữu lậu không. Phước hữu lậu là gì? Làm thiện mà với cái tâm cầu quả nhân thiên. Ở đâu ra cái đó? Ở đâu nó ra cái cầu quả nhân thiên? Dạ bởi vì chưa có thấy được cái khổ. Cái thấy thì nó có ba cách. Một là thấy do trí văn, tư tu. Trí văn là do học, do nghe ai đó nói. Còn tư là khả năng suy tư, tư duy. Còn tu là khả năng nghĩa là thực tập, nhà vốn niệm xứ. Mà do mình thiếu ba cái trí này nhà, cho nên là mình chưa có thấm được cái đời này là khổ. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái khổ trong đời sống này đấy, cái sướng trong đời sống này đấy, nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái chỗ là mình có được cái mình thích, hay là mình phải gánh chịu cái mình ghét nha. Nhớ tôi nói là tôi không có bác, tôi không có bắt chước người ta mà nói phét nó là sướng khổ là đồ giả không có nói, mà phải nói, phải xé ra ra cái này. Ở đâu có sướng và khổ, vui và khổ ở đâu ra? Dạ nó đi ra từ chỗ thích và ghét. Có được cái mình thích thì gọi là sướng vui, còn gánh chịu chịu đựng cái mình ghét mình sợ đó thì đó chính là khổ. Là buồn, là buồn, là khổ, đúng không? Mà từ đâu nó ra cái thích ghét? Sướng khổ thì từ cái thích ghét, mà thích ghét từ đâu ra? Đó là do khuynh hướng tâm lý. Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà cái thích của mình không giống nhau. Có người mà bắt họ phải ngồi ngửi cái mùi sầu riêng trong 1 tiếng đồng hồ là họ nhức đầu cho chết luôn, mà trong khi đó có người ngồi bên cái trái sầu riêng là nó chảy nước dãi ướt ngực áo luôn. Các vị biết cái đó có, chắc chắn là có. Có người họ nghe cái mùi sầu riêng là họ nhức đầu, nó hôi quá đi, nhưng mà có người đó thì họ chỉ nghe cái mùi sầu riêng là họ đã là nuốt nước bọt này. Rồi có người họ nhìn cái trái me đó là họ e răng, mà có người họ nhìn cái trái me đó là họ chảy nước dãi. Đấy, các vị thấy chưa? Đó, các vị thấy chưa? Cho nên cái thích cái ghét nó không có giống nhau. Thích ghét nó giống nhau. Mà do đâu? Là do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cho nên có người họ không có nghe được cái mùi mắm. Có người họ thích mùi mắm, có người ghét sầu riêng, có người là thích mùi sầu riêng. Có người thích xài một loại nước hoa đặc biệt nào đó, và có những người nghe cái mùi đó là họ chỉ có buồn nôn thôi. Đấy, như vậy thì sướng khổ do đâu mà có? Sướng khổ là nó do thích và ghét mà ra. Mà thích ghét ở đâu nó ra? Nó là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó tạo ra. Đấy, cho nên có loài nó nghe cái mùi mà máu tươi thịt sống là nó ghiền, nó khoái lắm. Nhưng có những loài nó phải ăn uống cái loại thứ đã được nấu nướng chiên xào làm chín nó mới ăn được. Đấy, có người thì họ là thích lè lẹt sặc sỡ diêm dúa, có người thì phải là cái màu nhu nhã đơn giản tối mát. Này, thích cái màu tối mát nhu nhã đơn giản. Có người phải diêm dúa lòe loẹt sặc sỡ, các vị thấy chưa? Đấy, có người là phải là trang phục phải rắc rối phải cầu kỳ hàng độc không đụng,
À, thì họ mới thích. Nhưng có người là họ đối với họ là ra đường mặc cái gì mà để cho người khác nhìn nó khó chịu, có tôi biết có người họ thích hòa tan ở trong biển người đó. Họ muốn là ông vía bà vía trong thiên hạ, đừng ai nhìn thấy tôi hết, họ sợ đó thành cái tâm điểm chú ý của người khác lắm. Nhưng mà ngược lại có người họ khoái như vậy, họ khoái người khác phải nhìn mình ngưỡng mộ, ganh tị, tò mò đấy, để ý lưu tâm. Thấy chưa hai cái tương phản nhau vậy mà trong thiên hạ có được, quý vị có đấy, là do cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghĩa và môi trường sống, cho nên cái thích và ghét không giống nhau. Và khi cái thích và ghét không giống nhau thì cái sướng khổ không giống nhau. Nói như vậy mình chốt lại vấn đề sướng khổ, bây giờ mình mới nói là nó là đồ giả. Là vì sao? Là vì có được cái mình thích đó là sướng, mà có cái mình ghét là khổ. Mà cái thích ghét nó do cái gì? Nó do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cái bi kịch của chúng sinh nó nằm ở chỗ này nè, nó nằm ở cái chỗ là đụng đâu dính đó. Do cái thích và ghét không giống nhau cho nên cái tâm của mỗi người có một cái kiểu dán lên, không chỉ sách tá là dính, có cái chỗ dán là không giống nhau, cái chỗ lưu tâm, cái lưu ý và quan tâm mỗi người không giống nhau này. Và chính vì vậy cho nên mỗi kiếp sanh ra đó là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chúng ta có một kiểu dính khác nhau. Chúng ta có thể dính chặt vào cái đống phân, chúng ta có thể dính chặt vào một cái xác động vật chết, chúng ta có thể dính chặt vào một đóa hoa, chúng ta có thể dính chặt vào một con sâu, một thứ côn trùng nào đó. Cả đời chỉ đi tìm côn trùng để bỏ vào miệng thôi, cả đời chỉ đi tìm xác thú chết để mà ăn thôi, cả đời chỉ ăn rong rêu hoa lá cỏ cành thôi, cả đời phải ăn cái đồ chiên xào nấu nướng đã qua bào chế hẳn hoi, phải ăn có mâm, có chén, có ly, có tách, có bàn, có ghế, có máy lạnh, có đèn, có quạt mới ăn được. Hay các vị thấy chưa, mình tưởng mình là sang, mình tưởng nhân loại là sang, dạ không, cái sang của nhân loại là nằm ở đâu? Nó sang ở chỗ là biết nhân đạo, thiên đạo và Phật đạo, cái đó mới là sang. Còn nếu mang hình hài con người mà chỉ cắm đầu gục mặt trong cái chuyện ăn uống mà hưởng thụ tiêu thụ vật chất ấy, thì nó không khác gì mấy cái loài khác, nó không giống, nó không hề khác gì mấy cái loài gì, chim cò ong bướm. Mình tưởng mình sang nó không, cái sang ở đây là phải phải sang nhân, phải sang quả, nhớ nha, sang nhân ấy, có nghĩa là biết sống với tâm lành, tâm thiện. Tâm lành nó có ba, đó là tâm lành dục giới, tâm lành đấu đại, tâm lành siêu thế. Rồi sống với tâm lành mới là sang, nó gọi là sang ở nhân, nó sang ở quả. Còn nếu mà chỉ sang ở quả, xin lỗi, nó chỉ là con chó nhà giàu có điều kiện vật chất, cái đầu nó bư quá, đất sét không mà, nó sống chỉ biết có nó thôi, nó chỉ sống theo đuổi cái nó thích và nó trốn chạy cái nó ghét, cái nó sợ thôi. Thì cái đó là chỉ là con chó nhà giàu thôi nghe, con chó nhà giàu thôi. Nói nhiều, nói nhiều thì bà con có nhiều người bị sốc, nhưng mà rất tiếc đó là sự thật. Và tôi quay lại cái chủ đề chính bữa nay, tùy thuộc vào kiểu sống của mỗi người mà chúng ta đang đi trên con đường tự hủy hay là tự sinh, tự vệ. Có chúng ta có hai kiểu sống để chúng ta lựa chọn, sống cái kiểu tự vệ, sống cái kiểu tự hủy. Sống kiểu tự vệ có nghĩa là sống mà tự tìm lấy cái lối thoát an toàn cho mình ngay ở trong cái cuộc đời lửa đạn. Tại sao tôi nói lửa đạn? Trong kinh nó phàm tâm nó giống như một con bò bị lột da vậy thôi, có nghĩa là nắng gió cát bụi côn trùng nó dễ tấn công như một cái con bò bị lột da đó. Đấy, tôi nhìn thấy con trừ trù Úc, trù Nam Mỹ mình nó bị người ta cắt lông tôi đã thấy khó chịu rồi. Bao lâu nay mấy tháng mùa đông cái lông nó dày thế này nó còn được bảo bọc che chở, tới lúc mà người ta đè nó ra, người ta hớt cái lông nó cũng còn lớp da, mà sao tôi nhìn tôi thấy nó, tôi thấy làm nó hơi mong manh, nó thiếu cái khả năng tự vệ. Nói chi là một con bò bị lột da, thì phàm tâm cũng vậy, phàm tâm nó giống như con bò bị lột da như vậy. Mình rất là dễ bị tấn công bởi những thứ mình thích và những thứ mình ghét. Người không biết đạo cứ tưởng rằng là gặp cái mình thích, gặp cái mình thích là hạnh phúc, mà gặp cái mình ghét đó là đau khổ. Nhưng mà trong kinh Phật lại nói khác, gặp cái mình thích là mình đang gieo nhân bất thiện, mà gặp cái mình ghét là mình đang gặt cái quả bất thiện. Chỉ có người tu tập tứ niệm xứ thì họ mới biến tất cả thiện ác, nhân thiện nhân ác, quả thiện quả ác thành ra là đối tượng tu tập niệm xứ. Chỉ có người tu niệm xứ thôi, còn người không có biết Phật pháp, không tu tập tứ niệm xứ thì khi gặp cái quả lành á thì là họ lại gieo nhân xấu,
mà khi gặp cái quả xấu á, thì họ đang họ gặp, gặp cái chuyện vui, gặp cái quả lành á, thì họ lại gieo cái nhân xấu, mà khi gặp chuyện xấu á, thì họ đang gieo cái họ đang gặt cái quả xấu. Hiểu không ta? Tôi nhắc lại, gặp cái đắng á, thì mình lại sống bằng tâm tham, còn gặp cái gặp cái ngọt á, thì sống bằng tâm tham, còn gặp cái đắng thì rõ ràng đang trả quả bất thiện, có nghĩa là gặp cái đắng á, thì họ đang là họ đang hái quả xấu, còn gặp cái ngọt thì họ đang gieo nhân xấu. Mà gặp cái đắng á, chẳng những hái quả xấu mà nó lại lại còn gieo nhân xấu nữa chứ. Nhưng mà tôi chỉ lấy phần nửa thôi, tôi cho nó nói cho dễ nhớ. Người không biết đạo, không có tu tập niệm xứ đó, thì khi gặp cái đau khổ thì lúc gì họ đang gặt cái nhân xấu, còn khi gặp cái hạnh phúc thì họ đang gieo cái nhân xấu, vậy là lúc nào cũng cũng xấu hết. Còn cái người mà có tu tập là lại ngược lại, dầu đó là cái quả lành hay là quả xấu thì họ luôn luôn đón nhận nó bằng tâm lành, mà hễ tâm lành thì nó sẽ cho ra quả lành, mà nếu đời sau tiếp tục còn nhớ đến Phật pháp thì cứ gặp nhân lành lấy đó làm điều kiện để gieo nhân lành nữa. Mà cái đó tôi nói là lý thuyết chứ các vị biết cái đó không phải dễ đâu nha. Cứ hiếm hoi tạo được nhân lành, mai sau hiếm hoi nhận được quả lành, mà hãy nhận được quả lành thường xuyên, nhận toàn là tâm tâm tham bất thiện không rồi đấy. Còn quả xấu thì khỏi nói, là nhân xấu cho ra quả xấu. Khi mà đói nghèo bệnh hoạn tai tiếng không à, là bắt đầu là bất 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 thiện nó tràn ngập, là khỏi nói. Mà ngay trong cái điều kiện thiện, điều kiện tốt, chúng ta cũng luôn luôn sống bằng tâm bất thiện đấy. Cho nên cái kiểu sống của phàm phu, kiểu sống của người không biết đạo là kiểu sống tự sát tự hủy, cái đó là kiểu sống không an toàn. Chúng ta giàu muốn giàu không, chúng ta đang có mặt trên con đường với một phương tiện nào đó, và tùy thuộc vào cái trình độ, cái tâm cơ, khuynh hướng tâm lý mà chúng ta chọn con đường nào, hướng về đâu, và còn một chuyện nữa, đi bằng phương tiện gì, điều khiển phương tiện đó ra sao. Và tôi nhắc lại, có những thứ phương tiện mà đặt chân vào đó chỉ có cầu hai chữ hên xui. Đại nhớ nha, cái tôi nhìn nhiều cái kiểu sống, tôi thấy rằng đây là kiểu sống hên xui. Là sao? Là đặt chân vào một thang máy. Made in China có rất nhiều kiểu sống. Mà tôi nhìn cái nhiều người, tôi nói cái này họ đang có mặt trong cái thang máy Trung Quốc, có nghĩa là nó thích thì nó chạy, mà nó không thích thì nó rớt. Mà nếu may mắn nó rớt từ lầu 2, lầu 3 thì còn có cơ cấp cứu ở bốn chữ, có cơ cấp cứu. Còn nếu mà nó rớt từ lầu 8, lầu 15, lầu 41 thì không còn cơ cấp cứu. Nó rớt kiểu đó xuống như nó thành ra là nguyên một đống tủ chạy bẹp nha. Tôi cũng ớn từ tưởng tượng, có nhiều khi tôi đứng trên thang máy tôi tưởng tượng thôi, nếu bây giờ mà nó rớt xuống thì mình phải làm gì ta. Cái tôi thấy trong thang máy nó có hai cái tay bệnh, tôi chắc lúc mà mình nghe nó có ót mình chụp cái này mình hít lên. Chứ không thôi, nếu mà mình đứng cái chân mình trên cái sàn á, nó xuống dưới cái nó dồn cuộc sống rồi, là coi như mệt. Một là nó chết thì nó nói gì, mà nó không chết mà cuộc sống mà nó dồn nữa chắc khó lắm. Mà nó thành nữa là vô tình kiếm đó, đi xe lăn đó. Cho nên là tự nhiên nghĩ về nó, nhưng thật nó tự cũng có đó. Nó rớt mà cái kiểu mà lầu 8 xuống đất thì coi như cái tay mình trống đâu có nghĩa lý gì, cái gì không nghĩa lý gì đâu. Nó mà nó dồn lên, mà nhất là trong trong thang máy là lúc có 8 người mà nó trộn chung một khối đó, là giang sơn là quy về một mối, gọi là vạn pháp quy tông, nó là chết luôn. Cho nên là mình nhớ mỗi phút trôi qua mình đang có mặt trên con đường nào, con đường đó dẫn về đâu, chúng ta đi đang đi bằng phương tiện nào, và chúng ta có điều khiển được phương tiện đó hay không. Chúng ta phải luôn luôn có đường lui, quý vị phải có đường lui nha. Cái nguyên nhất là có mặt trong một cái phương tiện mà mình không thể kiểm soát. Có mặt trong một phương tiện không thể kiểm soát nguy lắm. Chẳng hạn như mình tưởng tượng gia tài trên máy bay kia có hai ông, một ông pilot và ông co-pilot, ông cũng đi toilet, ông còn lại ngủ gục, có bị nghĩ nó đã cái nào. Dĩ nhiên nó đang bay bằng cái cơ chế tự động cũng có gì đâu, nhưng mà thí dụ như mà lúc đó mà đang đáp xuống mà cái cơ chế tự động nó hư nghĩ mộm lắm. Đúng là trên máy bay chứ còn trông cậy vào Chúa thôi. Nghe nó gọi về Chúa thôi, đó là dầu đạo Phật cũng amen nữa. Tại, có người hỏi tôi, có người hỏi tôi về chí sư ơi, lúc mà gặp tai nạn mà nguy cấp có con niệm ai? Cái tôi nói thì niệm thánh niệm thần gì đó, nhớ ông nào niệm đó nhưng đừng có niệm Phật. Cái hỏi sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Tôi nói Phật á,
là mình phải niệm lúc mà mình thường ngày mình niệm kìa. À, lúc để lúc giờ Phật đi vào máu vào tủy của mình đấy, thì dầu gặp cảnh gọi là ngộ sự lòng vẫn bình yên. Này, niệm Phật là phải niệm lúc bình thường, còn lúc khẩn, còn bình thường không chịu tu mà lúc khẩn cấp mà để niệm thì đừng có niệm Phật, mà phải niệm ông nào đó. Vì sao? Vì Phật niết bàn mất rồi, Phật đâu có còn để mà độ cái người. Thứ nhất là Phật không còn, mà thứ hai là Phật làm sao độ được cái người mà bình thường không tu. Còn niệm đại bà chúa xứ, bà núi bà đen, ông tư bà tám gì đó mà linh dễ nhiều, vì mấy người đó họ maybe họ có thiệt, họ là một ai đó trong cái gầm trời này, không ngay cả Maria gì maybe là một vị, biết đâu đối tôi chúa là gì? Maria nhiều khi là một vị trời nào đó, thí dụ như vậy. Quan Âm nói tôi cũng là đầy đầy, đầy đất, không bây giờ theo trong tinh 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 thần của Phật giáo nguyên thủy đấy, theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy thì không phải chỉ có một Quan Âm như Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền này chỉ có Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Phổ Đà Sơn rồi ha. Nhưng mà riêng về Phật giáo Nam truyền này, thì tất cả các vị Bồ Tát trước khi trở thành gọi là Phật tổ chứng đắc gọi là vô thượng chánh đẳng giác A Nậu Đa La Tam Điệu Tam Bồ Đề không, thì đều phải trải qua vô số kiếp làm Quan Âm Bồ Tát hết. Đó là theo tinh thần của kinh điển Nam truyền, không trước khi muốn thành Phật là phải vô số kiếp làm Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là sao? Là phải là luôn luôn lắng tai mà nghe cuộc đời à, nó kêu réo giúp được cái gì thì giúp, phần mình thì vừa tu mà vừa lắng tai à, chứ không phải là không phải ăn là lắng tai, phần mình không lo, không phải. Mà Bụi Bồ Tát phải làm hai chuyện, một là tai vẫn làm, chân vẫn bước đi về phía trước, tai vẫn phải làm các hạnh lành, nhưng mà lỗ tai đó thì lắng nghe có trong đời có đứa nào nó cần giúp. Chỉ có Bồ Tát chánh đẳng giác mới làm được chuyện đó, chân đi tay làm việc mà hai lỗ tai đó, lắng nghe có giúp được gì, đó là lòng đại bi, đại bi của Bồ Tát chánh đẳng giác. Cho nên cái tinh thần Quán Âm ấy không phải chỉ có Phật giáo Bắc truyền, mà nhiều người hiểu lầm tưởng là Phật giáo Nam truyền không có Quán Âm. Sai, Phật giáo Nam truyền chủ trương Quán Âm còn mạnh hơn Bắc Bắc truyền nữa. Bắc truyền chỉ có le que mấy bạn em thôi, Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Diệu Thiện, Quán Âm Thị Kính, bên Nam truyền là vô số Quán Âm. Vì anh muốn trở thành Phật tổ là anh phải có cái lỗ tai coi như là lắng nghe suốt 25 trên 24. 25 trên 24 trên 7 lắng tai để nghe để mà giúp chúng sinh. Chính vì lẽ đó cho nên đó là trong ba hạng Phật độc giác, toàn giác và thanh văn đó, là riêng vì chánh đẳng giác tại sao đệ tử nhiều, vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái người gieo duyên với các ngài nhiều vô số, thời gian các ngày mà tu tạo ba la mật, thời gian mà tu tập hạnh lành nó quá lâu và luôn luôn hướng dẫn giúp đỡ cho chúng sinh khác rất là nhiều, và trong thời gian rất là lâu, cho nên cái người mà cộng nghiệp với cả ngày rất là nhiều, nhiều hơn nghe hết thảy này. Thứ hai là vị chánh đẳng giác có cái Phật trí, Phật nhãn, nhìn thẳng vào cái căn cơ của chúng sinh, biết cái người này họ hợp với cái gì, nói cái gì cho họ đắc. Thế nên thứ nhất là cái người giao duyên với ngài nhiều. Thứ hai là ngài biết tới nơi tới chốn cái tâm cơ của một chúng sinh. Cho nên là thinh văn này có hai trường hợp, một là bút tá vi nay giác, thứ hai là sa ba cá mi quy nay giác. Bút tá vi nay giác là có những người cũng là thinh văn nhưng phải nghe Phật thuyết họ mới đắc, gọi là bút tá vi nay giác. Vi nay giác là training, vi nay giác nghĩa đen là training, cái người phải được Phật training. Còn cái hạng thứ hai là sa ba cá vi nay giác, nghĩa là cũng là thinh văn nhưng mà bái sư một cái vị thánh nào đó, ví dụ như học trò của ngài A Nan, học trò ngài Ca Diếp, học trò ngài Sa Lợi Phất, để theo học vị đó, được vị đó hướng dẫn rồi chứng là hát, thì cái vị này được gọi là sa ba cá vi nay giác, tức là đệ tử của thinh văn. Còn cái vị kia là cũng là đệ tử, mà đệ tử bút tháo vi nay giác là đệ tử của Phật, và đương nhiên là cái bút tháo vi nay giác là số rất là đông, đông lắm, là một cái pháp hội của Thế Tôn đó là nhân thiên chứng quả không đếm xiết. À, nhân loại thì có hạn chế ít thôi, nhưng mà chư thiên đông lắm, đông lắm. Thì các vị có thể không tin, nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn ghi rằng đó là khi mà Thế Tôn sắp tiên tịch ấy, thì chư thiên trong vô lượng vũ trụ tìm về để mà chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy, và nghe pháp ấy. Đức Phật ngài dạy rằng đông đến mức mà giống như là bột mà người ta nén vào trong cái ống, đông như vậy, bột mà nén
mỗi một viên chỉ là một hạt bột nhỏ xíu powder không, mà coi như là đông đến mức mà giống như Đức Phật Ngài dạy, giống như bột mà người ta nén lại, chứ không phải là kiểu như đồng lúa, cây lúa này đứng sát cây lúa kia, no, không có thể là nó vậy là còn thưa lắm, vậy là còn thưa lắm. Ở đây là bột mình nén nén trong một cái ống đông như vậy suốt 12 do từng chung quanh Thế Tôn. Thế Tôn là tâm của hình tròn thì 12 do từng chung quanh như vậy, đấy, tức là trên dưới chung quanh bốn tám hướng đông như vậy, về chầu hầu, về chiêm ngưỡng Đức Như Lai lần cuối. Và ở đâu mà ra con số đông dữ thần, là bởi vì trong vô số kiếp Ngài đã làm Quán Âm, Ngài giúp người ta nhiều, thì những người nào được Ngài giúp mà lại chịu tu nữa thì gặp Ngài đắc cái rẹ. Còn mấy người mà được Ngài giúp nhưng mà bản thân họ đó là không chịu tu mạnh lắm, không được tu khá lắm, thì bây giờ chỉ đủ gì nó thấy nhìn Ngài, nghe tới tên là thấy thương rồi, nghe nói chữ bút thô là họ thương rồi. Trong kinh nó có rất là nhiều người chưa biết Phật lần nào mà họ chỉ nghe cái chữ bút thô thôi, họ coi như họ bị liệm mà bị điếng lên khiếp như vậy. Tôi tuyệt đối tin chuyện đó. Tôi thí dụ kiếp này mình cứ học giáo lý rồi niệm Phật, học giáo lý rồi niệm Phật, riết niệm mới kiểu là suy niệm á, chứ không phải niệm nó nghĩa là réo tên, không phải nha. Bên Nam truyền không có vụ niệm mà niệm réo tên. Thế tới ngày cái A-la-hán xong như cái bà mà học trò của nhà Hậu Tông đó. Bà niệm mình niệm mới kiểu réo tên đó. Cho nên kêu bà réo sai, bà không biết, bà làm tu nữ ở chùa Bổ Long nó mấy chục năm vậy đó. À, mấy chục năm là bà cứ niệm mà bà không có thèm suy niệm, như A-la-hán là cái gì bà không có cần niệm, bà không cần suy niệm mà cứ niệm hoài đó. Thì tới lúc mà bà hấp hối bệnh trở nặng rồi, chỉ tăng xuống thì như là hộ niệm cho bà, là nhắc bà cô là coi như bây giờ là mấy chục năm rồi, cô đâu có còn mà sợ gì nữa, thanh thản mà đi, bỏ cái chén cũ lấy cái chén vàng chén mới không. Thì bà mới chắp tay mà nói xin chư tăng yên tâm, con là mấy chục năm nay là coi như là dốc lòng nhất tâm trì niệm hồng danh Thế Tôn không hề sao lại này. Thì bà mới niệm là hả ra ăn hả ra ăn, thì chư tăng mới hết hồn hỏi bà niệm lại cho nghe cái bà niệm cái gì lạ. Mà nói hả ra ăn, hả ra rồi ăn có nghĩa là trong mấy chục năm qua thì nàng chỉ biết niệm mà nàng không có suy niệm, và nàng không hề biết rằng mình niệm sai, không hề biết, cứ niệm kiểu réo réo thôi. Cho nên người ta là á ra ăn thì nàng niệm là hả ra ăn, mà nàng niệm suốt mùa thu cách mạng như vậy. Và chưa đâu có rất là nhiều Phật tử Việt Nam xính, cái Việt Nam gọi là xính xính Pali, khoái Pali lắm. Cứ vào Facebook đó là gặp nhiều cái người mà họ là tra từ điển hay là hỏi sư phụ gì biết, mình cứ ráp tên nhìn nó mệt lắm. Tên Bali thích lắm, thích có cái tên Bali mà ráp vô cô nó kỳ lắm. Rồi thích tụng kinh Bali mà toàn là nhái không, chưa hề mà cầm cuốn kinh coi trong kinh viết cái gì. Đấy. Từ đó nó mới ra cái thảm cảnh này, cái bài mà hồi hướng quyến thuộc đó, ý đăng vô nha ti năng hon tôi xuất cái tao vô đó, ý đăng vô. Và Việt Nam mà có cái hiểu đọc mà đọc theo theo nhịp á, y đàn vô nha ti đàn hôn tú, là có người nó nhái thế này: cây đàn vô giá cây đàn hôn tú hôn cùng nhau ta vô, mà nó đọc mấy chục năm trời như đọc mấy chục năm trời như. Rồi ở Vĩnh Long tôi có biết một cụ bây giờ mất rồi, trong bao nhiêu năm trời mà cụ cứ đọc cái bài Nam Mô mà cụ đọc không xong, cứ là Nam Mô Tát Xá Bát Gavato thì cụ đọc rất là nhanh Nam Mô Tát Xá Bát Gavato, có nghĩa là bố ba bốn chữ ba vậy, ba tô, người ta làm hát giáo ba tô là ba mô tát ba ba tô, mà lướt như vậy cho nó kịp, tới đuổi kịp người ta. Mà suốt mấy chục năm trời cho đến ngày cụ mất thì cụ vẫn đọc cái kiểu đó. Rồi ngày nhỏ đó, ngày còn bé cứ biết một vị bây giờ cũng tịch rồi, cũng đọc mà không có dò, có chịu dò trong kinh. Người ta là khanh tí chát xô quá chát xa ta, khanh tí là gì, khanh tí là nhẫn nại, xô quá chát xa ta là dễ dạy à. Trong 38 tháp đang làm đấy, thì vị này đọc là khanh tí chát xô ba ta, mà anh em tụng chung tới chỗ đó là tí vị này tụng sai đó, cho nên nó lại dư chữ. Mà các vị biết khi nó dư như vậy mình không có hát bè, mình hát bè nó bị sốc. Mà tụng bè nó bị sốc,
mà ta là khanh ti chát xô quá chát sa ta, thì bên nào đọc là khanh ti chát xô ta 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 vậy đó. Tôi không có đùa với các vị, tôi muốn nói thế này: thường xuyên niệm Phật, niệm bằng cái sự suy niệm suy tưởng chứ không phải là réo gọi tên ai đó, là một chuyện. Chuyện thứ hai, nó tôi giải thích tại sao mà tôi chủ trương là khi lâm nạn đừng có niệm Phật mà phải niệm trước khi lâm nạn. Ngài Tejaniya là thiền sư của thiền viện Sumin năm 2018, ngài bị phát hiện ra là bị cancer, ung thư ruột ấy, thì cũng đi cùng tới đi luôn Singapore, cái chỗ mà của thượng tọa Thiện Minh ấy, té lùi. Nhiều người lo, mà trong đó có chúng tôi, thật lòng mà nói chúng tôi rất là lo, là bởi vì ngài là một thiền sư có một cái cách dạy, có một cách thức, phong thái, tư tưởng, lối sống rất là cởi mở, và đặc biệt ngài nói tiếng Anh rất là lưu loát. Kalama chắc chắn sẽ thỉnh ngài về trong thời gian mà các khóa đó, chỉ viên thay phiên các vị, nhưng chắc chắn là ngài là một vị ưu tiên một, và cái ông một trong những người mà bạn thân, người bạn lớn của Kalama, là đệ tử ruột của ngài nữa. Cho nên chắc chắc chắn là chúng tôi sẽ ngày về. Nhưng mà khi mà nghe nói ngày bị cancer ruột, phải nói tiếc là mà có lúc chúng tôi nhìn cái hình mà chụp tại bệnh viện sinh ấy, ngày bình thường ngày phớp pháp lắm mà chúng ta thấy ngày xuống, có nghĩa là 10 mà xuống còn 7, ngại lắm. Chị cũng đi tới lui, có một học một hành giả hỏi ngài chứ bạch ngài, như ngài giờ vậy là ngày chắc là ngài phải tinh tấn hơn ngày xưa nhiều lắm, rốt ráo hơn ngày xưa. Con muốn nghe ngài chia sẻ cái kinh nghiệm lúc này. Ngài nói không hề có cái vụ lúc nào hơn lúc nào hết. Cái câu rất là hay. Ngài nói không hề có cái vụ mà lúc nào hơn lúc nào, mà lúc nào cũng phải giống nhau hết. Bởi vì hôm nay bác sĩ nói mình bị cancer thì mình biết chắc mình sẽ chết vì cancer. Nhưng mà khi bác sĩ không nói gì hết, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mình sẽ sống quá một tháng. Cái đó không chắc, không chắc. Ngoài cái tai nạn nó còn có cái bạo bệnh nữa, mà đánh nó bạo, tiếng Hán bạo là nhanh mạnh, gọi là bạo, giống như bạo lưu, mà đánh nó bạo bệnh nó thì khó lường lắm. Có ông đó, ổng gọi là 6 tháng là khám định kỳ một lần đó nha, mà sau khi mà ổng khám định kỳ xong thì 2 tháng sau ổng về chết cắt, bởi vì cái bạo bệnh nó tới thì cơ rập mình không biết được. Cho nên ngài nói một câu rất là hay, ngài nói không hề có khác biệt giữa lúc này với lúc khác, bởi vì lúc nào chúng ta cũng bấp bênh và bất trắc giống nhau hết. Ngài đó, ngài ngài ta chân đi gian, ngài nói như vậy. Đó là một cái câu nói mà chúng ta phải ghi nhận. Đây, phải ghi nhận. Biết mấy giờ rồi không biết. Trời, Dạ, rưỡi rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau vào thứ hai tuần sau. chúng con sư từ Idam me nhati nam po tu sukita hôn tu nhat yo. Idam me nhati nam po tu sukita hôn tu nhat yo. Idam me yati nang ho tu sukita hon punyatta yo. Idam me punyang asuva sadhu, sadhu, sadhu.